Dạ, Mô Phật, con kính chào đại chúng. Bây giờ là 11 giờ 10 ngày 19 tháng 9 năm 2024. Con biết ơn về sự chia sẻ đồng lòng của đại chúng trước những cái chuyến đi thiện nguyện của con ra miền Bắc. Và con cũng xin có đôi điều để chia sẻ tâm tình với đại chúng trong cái giây phút live stream này. Thưa với đại chúng, có một số vị gọi đến để hỏi con về thông tin tài khoản. Như con đã thưa ngay từ lúc bắt đầu con đi thiện nguyện, xin đại chúng hãy chuyển vào số tài khoản nếu như muốn ủng hộ trong cái chuyến đi từ thiện để con gửi đến quý bà con ở ngoài miền Bắc á, thì chuyển vào ngân hàng Sacombank qua số tài khoản 0602 42 42 3979, tên chủ tài khoản là Lê Hoàng Giang. Thì đó là số tài khoản con nhận để đi làm thiện nguyện. Ngoài số tài khoản này ra, xin thưa là không phải là số tài khoản của con, nhưng mà có một số đại chúng cũng chuyển, nhưng mà chuyển vào số tài khoản khác, không phải là số của con. Nên con xin thông báo với đại chúng muốn chuyển tiền để thông qua con gửi đến bà con ở khu vực miền Bắc thì chỉ chuyển vào số tài khoản 0602 42 42 3979, ngân hàng Sacombank tên Lê Hoàng Giang. Và con xin thỉnh cầu đại chúng, khi đại chúng chuyển, đại chúng để tên, để họ để tên của đại chúng và nội dung là thiện nguyện miền Bắc giùm con. Có một số đại chúng con nhận được nhưng mà chỉ nhận được nội dung là thiện nguyện miền Bắc mà không có tên. Con cập nhật nó rất là khó. Thưa với đại chúng để tên để con biết, cũng là để con vinh đại chúng, nhưng cũng để con tiện bề, con tiện bề tổng kết, chứ sau này nó có gì đó thì kẹt cho con lắm. Với con có một điều đang rất băn khoăn và trăn trở, đó là quý ông quý bà, quý mạnh thường quân, quý Phật tử ở nước ngoài chuyển về cho con rồi thông qua công ty kiều hối đó, hoặc là có một số vị thân nhân ở bên này gửi đến con, không có để nội dung tên tuổi. Con tất cả những số tiền mà chuyển vào tài khoản của con bây giờ thì đều làm thiện nguyện hết, nhưng con cần có cái tên để con biết, con cập nhật sau này đó nó tránh đi những cái phiền tối sau này. Con rất sợ và rất ngại khi đụng đến vấn đề mà tiền bạc, nhưng vì làm thiện nguyện thì con muốn giúp đỡ bà con mà con không có khả năng, thì con nhờ đại chúng chung tay góp sức. Mà con cảm thấy trăn trở băn khoăn, nếu như đại chúng gửi mà đại chúng không để họ tên thì kẹt cho con lắm. Nên con thỉnh cầu đại chúng dù ở trong nước hay ở nước ngoài mà có gửi tiền về để thông qua con đi thiện nguyện thì xin đại chúng hãy nhớ để họ tên và nội dung giùm con để con tiện bề mà tổng kết. Con báo với đại chúng đó là tất cả những cái chi phí về xe cộ, xăng dầu, ăn uống, tất cả những chi phí sinh hoạt ở trong đoàn của thầy trò chúng con phải là tiền của thầy trò chúng con tự bỏ ra, chứ chúng con không có dám đụng một ngàn nào đến tiền của quý đại chúng gửi đi thiện nguyện. Tiền quý đại chúng gửi đi thiện nguyện sẽ được trao đến bà con và con sẽ tổng kết thu chi một cách minh bạch nhất, rõ ràng nhất để gửi đến, đăng tải trên các trang Facebook của con là Thích Minh Thiền và các trang Facebook của Tổ Đình Đức Hòa để cho đại chúng tiện bề theo dõi và giám sát. Con kính thưa đại chúng, tất cả số tiền mà đại chúng chuyển về qua tài khoản của con đều chụp màn hình lại và nhờ một ban tổng kết gồm có 6 đệ tử. 6 đệ tử đó sẽ xem xét một cách kỹ càng rồi mới tổng kết thành một cái bản và gửi cho con để con thăng lên báo cáo với đại chúng mỗi ngày. Còn cái vấn đề chi á, chi quà, chi tiền ở đâu bao nhiêu phần thì luôn có 4 đệ tử đi theo để mà các đệ tử đó nắm bắt tình hình tổng kết lại, để khi mà con tổng kết hết cả một chuyến đi thì tất cả mọi thu chi của con sẽ được đăng tải trên tất cả các trang cá nhân và fanpage liên quan đến con, liên quan đến chùa Đức Hòa, để đại chúng được tiện bề theo dõi, để đại chúng được tiện bề mà cập nhật và giám sát. Con chỉ mong là đại chúng có chuyển về cho con thì chuyển duy nhất một số tài khoản thôi, và xin đại chúng hãy để tên tuổi và nội dung để con tiện bề làm việc. Còn con cũng chia sẻ cái niềm vui của con đối với đại chúng, đó là con rất là bèo nghèo, con rất là gì đó rất là tệ, nhưng mà được đại chúng tin tưởng, đại chúng gửi cái niềm tin và tình thương của đại chúng nhờ con chuyển đến quý bà con, thì con cảm thấy là con lãnh nhận một cái trách nhiệm rất là nặng nề, lòng cũng rất là lo lắng. Nên con hay nói với các đệ tử đi chung đoàn đó, chúng ta có thể làm chậm nhưng phải làm đúng, không được vội vàng mà làm sai, bởi đó là niềm tin, bởi đó là tình thương của quý Phật tử, quý mạnh thường quân ở từ các nơi gửi về cho mình. Đó là đồng tiền của quý ông quý bà lớn tuổi, là đồng tiền của quý cô quý chú công nhân, là đồng tiền của quý em nhỏ, tất cả gửi về chỉ mong muốn được san sẻ chút nào khó khăn khổ cực đối với bà con đang chịu thiệt hại ở khu vực phía Bắc. Thì mình phải làm như thế nào đó để cho bà con thấy được cái việc mà mình làm là việc bà con muốn làm, mà bà con không có thời gian vì hoàn cảnh công việc không đến làm được, nhờ mình làm thì mình phải làm cho nó chuẩn. Nên con luôn luôn nhắc các đệ tử trong đoàn là phải cố gắng làm cho nó đúng, chứ không phải làm nhanh làm vội, làm cho xong rồi đi về. Cho nên cái việc mà thầy trò chúng con ở lại ở ngoài này á, chắc cũng sẽ còn nhiều ngày nữa để con làm hết tất cả những số tiền mà quý đại chúng, quý mạnh thường quân đã gửi về cho con.
con muốn đến và trao tận tay đến hết cho quý bà con chịu khó khăn. Con thưa với đại chúng, con kể câu chuyện này không có ý trách ai, nhưng để mong đại chúng là cảnh giác hơn. Ngày hôm qua khi mà con làm việc ở trên Lào Cai đó, lúc đó thì con cũng hơi bận bịu nên là không có đủ tỉnh táo. Tức là có một số điện thoại, có một anh, ảnh gọi đến và ảnh nói là cách đây nhiều ngày á, ảnh có chuyển cho con 40 triệu qua cái tên đó đó. Để hỏi là con nhận chưa? Thì con báo với đại chúng, thì con mới nói nếu anh chuyển vào số tài khoản và con đọc lại số tài khoản của con thì anh mới đúng số tài khoản này. Còn nếu anh chuyển vào thì đã có và đã có cập nhật danh sách. Thì con mới nói như vậy thì ảnh nói là con gọi để coi thầy xác nhận là nhận được chưa. Thì con thấy ảnh cũng muốn con xác nhận thì con ngưng cái công việc để lục lại trong cái danh sách. Thì con có nói với ảnh là con đã nhận được vào cái thời điểm đó 40 triệu với cái tên đó. Rồi ảnh mới nói là bây giờ ảnh ở nước ngoài mà không có, có nghĩa là trong tài khoản ở Việt Nam không có, phải chỉ có tiền mặt thôi, nhưng mà muốn ủng hộ thêm ở bà con ở ngoài này là gửi thêm 100 triệu nhưng mà không có chuyển khoản được, chỉ gửi bằng tiền mặt. Rồi nhờ con mới cho người qua lấy vì anh ta đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Rồi con nghe như vậy thì con nói dạ để con liên hệ với đệ tử, rồi nhờ đệ tử qua để nhận tiền, rồi đệ tử sẽ chuyển cho con để con đi gửi tặng bà con. Rồi thưa với đại chúng, lúc đó thì con tắt máy và con lo cái công việc của con. Rồi con nhờ đệ tử mới làm việc với ảnh. Thì một chút nữa thì ảnh lại cứ gọi và cứ nói là con sẽ gửi mì, con sẽ gửi gạo, con sẽ gửi trăng màn thêm để ra thầy lo cho quý bà con. Thì con cảm thấy rất là mừng vì nếu như mà mình nhận được cái số này đó thì quý bà con của mình cũng giúp được cho quý bà con. Rồi khi mà đệ tử con liên hệ với anh ta đó thì không biết nói cái chuyện gì, nhưng rồi anh ta mới gọi lại cho con. Anh ta nói là dạ thưa thầy, ở dưới miền Tây á có một cái xã mà có một vài hộ gia đình đang rất là khó khăn, để họ xin con 5 triệu. Thầy có tài khoản đó không thì chuyển dùm cho con. Con nói là con đang làm việc và con không có lấy số, vì cái số tài khoản của con là số nhận tiền nên con không lấy cái này để chuyển đi được. Rồi con tắt máy. Rồi cái ảnh mới gọi đệ tử con, ảnh nói là có nói chuyện đồ này kia. Rồi xong cái ảnh gọi lại con lần nữa, ảnh mới nói vậy thì giờ con nhờ thầy á cho đệ tử qua nhà con để nhận tiền là 105 triệu. 100 triệu là gửi cho thầy, còn 5 triệu là nhờ đệ tử để chuyển xuống dưới miền Tây để giúp đỡ bà con. Con mới rất là hoan hỷ, con mới nói lại với đệ tử là đệ tử chạy qua nhận 105 triệu. 100 triệu thì chuyển ra để con làm từ thiện, còn 5 triệu á thì chuyển xuống miền Tây. Nhưng mà khi mà trên đường đệ tử chuẩn bị đi thì anh ta nói là bây giờ miền Tây là đang cần rất gấp, chuyển giùm. Rồi đệ tử chuyển cho anh ta. Xong rồi ảnh lại nói là dạ thôi bây giờ anh phát tâm chuyển xuống dưới miền Tây á là 10 triệu, nên nhờ đệ tử chuyển để anh qua anh đưa lại. Đệ tử con nghe đến cái chuyện từ thiện, đệ tử con nghe đến cái chuyện giúp đỡ bà con, đệ tử con rất là quan hệ chuyển xong rồi cái gọi điện anh ta đi đâu mất tiêu luôn, thuê bao luôn. Thì con mới nói thôi, cái chuyện này đó nó bắt nguồn từ ở nơi con, thì con sẽ chịu trách nhiệm về cái chuyện đó. Và đệ tử con thì không có muốn con trả tiền lại, nhưng mà con thấy không có được. Và con thấy cái điều này để con thưa với đại chúng, đó là nếu đại chúng có gặp những trường hợp như thế thì đại chúng nên cảnh giác, đại chúng nên cảnh giác. Đôi khi chính vì cái tâm tình tốt của đại chúng, thông qua cái tốt đó đại chúng sẽ bị người khác lừa, nên đại chúng nên cẩn thận. Con có đôi điều để chia sẻ như vậy thôi để đại chúng biết. Thứ nhất là về thông tin, con muốn đại chúng chuyển khoản khi làm thiện nguyện thì đại chúng nên để tên để con tiện bề con cập nhật danh sách. Và thứ hai đó là con mong đại chúng ở nước ngoài gửi về thì cũng nên để tên để cho con biết con nhận được, rồi con cũng cập nhật danh sách. Và đại chúng cũng nên cảnh giác trước những cái chiêu trò của một số người họ lợi dụng lòng tốt. Con xin biết ơn đại chúng, con xin kết thúc buổi chia sẻ ở đây. Con cảm ơn đại chúng đã ngồi lắng nghe. A Di Đà Phật.